Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh A Tạo Vlog. Tôi các bạn ngày hôm nay ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu nha các bạn, hàng chục người thương vong. Vụ việc xảy ra vào trưa nay ngày 31 tháng 12 tại một quán nhậu ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, làm ít nhất 3 người chết tại chỗ. Theo một số nhân chứng thì những người chết tại chỗ này trên người máu lên láng nha các bạn, da xương và ruột lòi ra ngoài, còn những người bị thương đa số là bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện đa khoa Bình Dương 512 giường, trong tình trạng ngực, bụng, đầu, cổ bị đâm nhiều nhát. Thì chúng ta xem một số hình ảnh tại hiện trường đó, hết sức là khủng khiếp nha các bạn, hết sức là khủng khiếp. Người thì nằm la liệt, chết như ngã gạ, dao, mã tấu, bia, cuốc, xẻng đồ tùm lum hết. Một vùng quê An Bình, tại xã An Tây. Chuyến này là không có An Bình nữa mà về Tây Hiên hết nha các bạn. Hết sức khủng khiếp. Cuối năm rồi, không lo làm ăn mà lo đi nhậu nhẹt rồi đánh lộn, đánh lạo. Hết sức khủng khiếp. À, tại Vlog sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vụ thảm sát đẫm máu này tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong các bản tin tiếp theo nha các bạn. Xin chào.